Con thích làm bác sĩ. Wow, bác sĩ. Con tự giới thiệu về mình đi. Ăn kem ngon. Hôm nay con 4 tuổi. Con học trường mầm non Mai Sa. Con học lớp 3. Ước mơ của con sau này thành bác sĩ. Ước mơ của con sau này thành bác sĩ. Rồi, giờ tới con nha. Con tên là Hà Cẩm Tú. Hôm nay con 4 tuổi. Con học trường Hoa Lư. Lớp gì con? Lớp trời 1. Giỏi quá. Nghe giỏi trả lời. Rồi bác nói lên con muốn làm. Nghe giỏi trả lời. Con muốn làm cô giáo. Giỏi quá. Cái gì mà nghe rõ trả lời. Rồi một bạn gái cuối cùng rất là đáng yêu, bụ bẩm. Rồi con giới thiệu về mình đi. Con tên là Thiên Hà. Con nhìn xuống dưới nào. Bao nhiêu tuổi con? Dạ con 4 tuổi á. Học trường nào, lớp nào nè? Học trường Thần Đồng Việt. Tìm viên cấp trường nào? Trường Thần Kít á. Rồi, con nói lớn cho mọi người nghe nha. Bố con lớn là con thích làm gì nè? Con thích làm cô giáo á. Làm cô giáo, thích làm cô giáo. Bây giờ đứng hàng ngang đi. Dạ. Đứng hàng ngang cho cô Ngọc. Đứng hàng ngang nha. Cô Ngọc kêu đứng lên thì đứng lên. Cô Ngọc kêu ngồi xuống thì ngồi xuống nha. Ai còn đứng lên là người đó thua nha. Chịu không? 2, 3. Đứng lên. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Đứng lên. Ngồi xuống. À, con bị rồi. Vậy là con đứng qua một bên. Còn các bạn đi chơi tiếp theo. Đứng lên. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Đứng lên. Đứng lên. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Đứng lên. Đứng lên. Chết Ngọc ơi. Cô Ngọc là người. Cô Ngọc là giám khảo mà. Cô Ngọc đấu chơi được Ngọc con. Rồi. Đứng lên. Xin thời gian ngồi xuống. Con thua rồi. Con ra đây. Rồi cô bắt được 2 con. Bây giờ 2 con phải trổ tài gì đó cho mọi người cùng xem. Làm gì đây? Lên ca hát đi. Bây giờ chúng ta ca hát đi. Bây giờ con hát bài gì vậy con? Hát ngoài vậy nè. Suy nghĩ. Bắt kim thang. Bắt kim thang cũng được. Rồi ra hát múa luôn. 2, 3. Bắt kim thang cài ăn bây giờ. Cột qua kèo và kèo qua cột. Chú bán dầu qua hầu mà lẻ. Chú bán hết thời gian làm chi. Con ye ye đắng trong hỏi kèn. Con bềm bềm hỏi. Con hát bài con cậu bé bé rồi. 2, 3. Con làm bông cò đi con. Bé bé. Làm bông cò đi. Cậu cầm tre đi trong hồ. Không còn cái bài đâu vậy. Đi đi đường nào. Đi đi em rồi. Đi về em vào. Em chung chiếc mẹ có yêu không nào. Yêu các con thấy trước mặt các con là cái gì nè? Cái mũ. Có cái gì ta? Bây giờ cô Ngọc lại hỏi nha. Găng tay nè, đúng không? Dạ. Trước khi trồng cây thì mình phải đeo găng tay vô để bảo vệ ha, để bảo vệ tay nè. Các con hãy lấy cây ha. Bỏ vào trong chậu. Xong sau đó các con xúc đất. Bỏ vào. Khi mà nén chặt cây xong rồi là nhiệm vụ của các con đã xong. Sau đó con phải bỏ tất cả những cái đồ vật dụng vào cái xô của mình nha. Để không có khi mà mình làm rồi mình phải dọn dẹp cho sạch sẽ, con hiểu chưa? Xong rồi bạn nào làm xong đầu tiên á là phải chạy về đây, ngồi đây đợi. Hiểu không? Xong rồi các bạn sau làm xong cũng chạy về đây chung, ngồi chung với bạn mình luôn. Các không chịu chưa? Thấy không? Có thấy rõ, nghe rõ không? Nghe. Bây giờ cô Ngọc đếm 1, 2, 3, các con cùng bắt tay thực hiện phần thi của mình nha. 1, 2, 3.
làm 5 tiếng rồi hả? Chồng có cái cây thôi mà tính 5 tiếng lận hả? Bây giờ cô Ngọc coi nha, kiểm tra lại một lần nữa nha. Wow, các con lại đây đó, con lại đây. Bây giờ cô Ngọc coi cái cây này, cái này thẳng rồi, cũng thẳng già rồi. Già quá. Già quá. Cái gì già? Cái cây. Cái cây nó già, sao con biết cái cây nó già? Bởi vì nó mập. Bởi vì nó mập. Nó già nó mập hả con? Rồi. Một. Rồi, dụng cụ của con xong luôn rồi ha. Xong luôn rồi, cái cây của con trồng cũng rất là đẹp nè. Rồi. Qua bên đây xem sao? Tôi trồng này. Qua bên đây xem tôi trồng này. Tôi hồi nãy tôi thấy tôi á nha, là đổ nguyên cái này vô đây nha, chứ không phải xúc nha. Đúng không? Ở đường đó. Rồi, bây giờ tới cây này. Ha, cũng có đất trong này rồi. Còn bên này thì sao? Qua bên này cái cây này hình như chưa được trồng kỹ lắm, sao nó siêu vẻ quá vậy con? Mà cô thấy hơi bị ít đất đó. Rồi, các con ra đây để cô Ngọc nói nghe. Lúc nãy á là bé Cẩm Tú của chúng ta đã làm xong trước. Con là người đúng nhất và nhanh nhất trong cuộc thi ngày hôm nay rồi. Chúc mừng con. Chúc mừng con. Và bây giờ thì Thanh Ngọc xin mời cả năm gia đình chúng ta hãy cùng bước lên sân khấu để nhận những món quà từ chương trình Ai Nhanh Hơn. Chút nữa gọi con. Quý vị thân mến, qua cuộc thi vừa rồi thì chúng ta thấy có bé gì nè, Nguyệt Nhi đúng không? Nguyệt Nhi nè, bé Thu Hà nè, rồi bé Quý Quân và cuối cùng là bé Kim Ngân đã đồng hạng với nhau giải khuyến khích và sẽ nhận được phần quà trị giá 500.000 từ nhà tài trợ. Xin chúc mừng các con. Và chúng ta đã tìm ra được tí hon thắng cuộc trong kỳ thi mùa hè này, đó là bé Cẩm Tú. Chúc mừng con. Và con sẽ nhận được một phần quà trị giá 1.500.000 đồng từ nhà tài trợ. Và sau đây là những phần quà rất dễ thương mà từ nhà tài trợ dành tặng cho cả năm gia đình. Bây giờ cô Ngọc thông báo nha, hồi hộp nha. 1 phút 46 giây. Wow, một thời gian rất là ngắn phải không nào để trồng một cái cây và biết sắp xếp những dụng cụ trồng cây vào một chỗ cho thật ngăn nắp để có được một cây cổ thụ thật to nè, tỏa đầy bóng mát. Thì những người trồng cây phải bỏ ra rất là nhiều công sức chăm bón. Bởi vậy cho nên các con phải biết yêu quý cây cỏ nè, không được hái hoa bẻ cành nha. Hãy để cây sống và đem đến những hương hoa cho cuộc sống này các con nha. Cô Ngọc xin chúc các con luôn là những cô bé cậu bé thật là ngoan nè, học thật giỏi, biết vâng lời ba mẹ và biết yêu thương những người xung quanh mình nha. Đặc biệt là biết yêu thiên nhiên sau trò chơi ngày hôm nay. Cảm ơn các con rất nhiều. Còn bây giờ thì chương trình có một cái cúp thật là dễ thương dành tặng cho con, bởi vì con là người thắng cuộc trong kỳ thi mùa hôm nay. Con chạy qua lấy cúp của con nha.